Nạn nhân có tên viết tắt là M. Thông qua mạng xã hội, ông tham gia đầu tư trên sàn tiền ảo nhiều lần với tổng số tiền hơn 43 triệu đồng. Trong đó, hai lần đầu nạp tiền, ông được trả lợi nhuận. Lần nạp thứ ba, thứ tư không rút được tiền nên ông biết bản thân bị lừa đảo. Sau khi bị lừa, ông lướt Facebook thì phát hiện một tài khoản của một công ty đăng thông tin có thể lấy lại tiền lừa đảo. Ông M nhắn tin trao đổi và chuyển khoản 4 lần, hơn 113 triệu đồng. Sau khi nộp tiền nhiều lần, đối tượng lại yêu cầu ông M nộp thêm tiền để được nhận lại tiền đã mất. Biết bản thân tiếp tục bị lừa, ông gửi đơn trình báo tới cơ quan công an. Lúc bị lừa, nạn nhân chỉ mong muốn lấy lại được tiền. Nắm được tâm lý này, các đối tượng đưa ra nhiều thông tin chắc như đinh đóng cột là lấy lại được tiền bị lừa trước đó, rồi dẫn dụ họ tiếp tục rơi vào cái bẫy dàn sẵn. Khi nạn nhân bị mất tiền, tỉnh ngộ thì quá muộn. Một hội nhóm Facebook có tên gọi lấy lại tiền lừa đảo trên mạng với gần 12.000 thành viên tham gia. Tại đây, các dòng trạng thái theo kiểu hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo, ai cần lấy lại tiền bị lừa thì inbox liên tục xuất hiện. Người đăng tải tự nhận có khả năng giúp các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng Internet lấy lại tiền, cam kết lấy được tiền thì mới thu phí. Có người còn giới thiệu là luật sư, có người quen làm ở Bộ Tài chính. Bên dưới các dòng trạng thái, hàng loạt bình luận na ná nhau, khẳng định nhận được tiền bị lừa đảo, kêu gọi mọi người hãy sử dụng dịch vụ. Theo công an các tỉnh, gần đây một số người dân bị lừa lần một, sau đó tiếp tục bị các đối tượng khai thác tâm lý, muốn nhanh chóng lấy lại tiền để đưa ra thông tin gian dối về dịch vụ lấy lại tiền lừa đảo. Khi trao đổi, nạn nhân được yêu cầu chuyển phí dịch vụ trước. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng liên tiếp đưa ra các lý do khác nhau để yêu cầu chuyển thêm. Đến lúc biết mình bị lừa đảo nhiều lần, nạn nhân đành tiếc nuối muộn màng. Bộ Công an cho hay, tài khoản nhận tiền hầu hết là tài khoản ảo, chính chủ nhưng không phải người sử dụng hoặc lập từ căn cước công dân bị mất của người khác. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, trong vòng vài phút, tiền này được các đối tượng chuyển đến hàng trăm tài khoản khác, cũng là tài khoản ảo. Địa điểm cuối thường là các dịch vụ đổi tiền hoặc các cửa hàng kinh doanh vàng bạc nên rất khó để thu hồi. Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động chuyên nghiệp, có tổ chức và cầm đầu thường là người nước ngoài, trong khi người bị hại phần lớn thiếu cảnh giác, không có kiến thức về bảo mật thông tin. Năm rồi, cổng cảnh báo an toàn thông tin ghi nhận gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP liên quan lĩnh vực tài chính, tăng gần 65% so với năm 2022. Tỷ lệ người dùng nhận tin nhắn cuộc gọi lừa đảo là 73%. Các lực lượng đã đấu tranh khởi tố hơn 1.500 vụ án. Theo các chuyên gia, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng hoạt động rất chuyên nghiệp, có tổ chức, phân công vai trò cụ thể và xây dựng kịch bản chi tiết trong từng giai đoạn, nên người dân khó thoát khỏi vòng vây. Để tránh trở thành miếng mồi ngon của các đối tượng lừa đảo, người dân cần cẩn trọng khi giao tiếp với người lạ tự nhận là luật sư, cán bộ công an hoặc công chức nhà nước. Với cán bộ công an, nếu có nhu cầu làm việc với công dân, cơ quan công an gửi giấy mời tới trụ sở chứ tuyệt đối không gọi điện, nhắn tin nói chuyện cá nhân, càng không có chuyện yêu cầu chuyển tiền. Tương tự với luật sư, nếu có nhu cầu cần hỗ trợ pháp lý, người dân nên đến trực tiếp trụ sở văn phòng hoặc gọi điện qua đường dây nóng niêm yết trên website của công ty luật. Trường hợp phát sinh dịch vụ pháp lý có thu phí, hai bên ký hợp đồng hoặc có phiếu thu chứ không yêu cầu chuyển tiền qua mạng. Trường hợp không may bị lừa đảo, biện pháp tốt nhất là cần trình báo ngay cơ quan công an. Tuyệt đối không tin lời người lạ về việc có thể giúp lấy lại tiền lừa đảo mà phải trả phí trước. Người dân cần thường xuyên đọc và nắm bắt thông tin trên trang chính thống của cơ quan bảo vệ pháp luật và báo đài để kịp thời nhận biết thủ đoạn phạm tội của các đối tượng.